Xin chào các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến Bắc Lệ để tham dự lễ hội mùa xuân nhé. Hội Bắc Lệ ở xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng. Rất đông bà con đến vây quanh sân khấu. Sắp đến giờ khai mạc biểu diễn văn nghệ, chương trình điệp khúc mùa xuân. Đông lắm này, người đông lắm. Mọi người vây kín sân khấu luôn nhỉ? Đông thế. Các diễn viên ngồi sẵn ở dưới này chuẩn bị lên hát rồi. Các diễn viên chuẩn bị lên hát đây. Mọi người tập trung hết ở quanh sân khấu này cho nên là chẳng có ai hát si bên ngoài nữa. Đây các camera chuẩn bị. Nhà anh gần đây không? Nhà anh ở chỗ nào? Nhà anh gần đây không? Chúng ở đây Bắc Lệ đây à? À đây à? Đây gần nhà. Gần nhà thân bầu không? Gần nhà thân bầu không? Gần đấy. Anh em nhà thân bầu à? Vâng. Em được vào nhà thân bầu thôi, không phải anh em đâu. Ui, đông người thế. Mãi chưa khai mạc. Bây giờ chả là 2 giờ rồi à? Thầy ơi. Các cô ơi, tí các cô có lên biểu diễn không? Không được quay các cô đâu. À? Tí nó quay bọn thấy... trên kia thôi. Thế à, thấy cô xinh lắm rồi mà không lên hát à? Xinh nhưng mà các cô có lên hát đâu. Thế ạ, à? Nhà các cô gần đây không cô? Đó, gần đây. Thế à, thế tí lên nhảy chứ? Nhảy cũng không biết nhảy. Không nhảy à? Thế lên hát si chứ nhỉ? Hát si, có người nó vẫn hát mà. Vâng, thấy cô trang điểm xinh lắm rồi mà. Nào ai biết ngày mai mình xa cách biệt hay còn bên. Tí lên hát không mình? Chị không biết hát. Không hát đâu á? Có xinh đâu mà quay rồi. Ôi giời ơi, thấy xinh mà. Đeo khẩu trang có nhìn rõ mặt đâu. Cứ tưởng là tí lên hát cơ. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, chờ tia nắng về cho anh mùa xuân. Gió mãi muôn màng gió vui hồng, người em yêu tìm bên trong cuộc sống. Đông người ngồi nhỉ? Ra cái chỗ kia tao. Chỉ có mấy bà hát si ở bên ra thôi. Đừng vội quên đâu. Long hên này mắt em à? Long hên ít bà này mắt em. Phải vạt thí mi. Đấy. Vạt thí à? Em đi cho à? Để các khẩu phải giao lưu hay lắm. Nó khẩu đến đấy. Không mà lâu mới chín mà. Đông lắm có nhìn thấy đâu vậy? Chưa làm gì đâu. Nhưng mà phải nhìn thấy cái chỗ. Để lấy chỗ. Năm nay xã tổ chức hội to nhỉ. Mọi năm là các cô các chị chỉ hát thi ở trên nhà ga thôi. Năm nay ở đây to nhỉ cô nhỉ, bà nhỉ? Năm nay anh tổ chức. Năm ngoái tổ chức không? Năm ngoái tổ chức. Thế à? Ít người. À, ít người hơn năm nay phải không? Năm nay đông hơn à? Năm nay đông hơn. Mỗi năm nó ngoại khác chứ. Vâng, mỗi năm một to hơn nhỉ bà nhỉ? Bắt đầu hồi phục lại ngày xưa nữa mà. Vâng ạ. Hơ, rừng chiều có tiếng khèn ai đó, rừng hát lên những lời mong chờ. Nhạc này là nhạc của Tây Bắc. Tiếng khen. Đi xem các cô gái xinh chụp ảnh nào. Ui dồi, các cô gái xinh thế. Kim Chi, mọi người kêu Kim Chi đi thì mới tươi chứ. Rừng chiều có tiếng khèn ai đó, rừng hát lên những lời mong chờ. Dù đi ngoài trời, vừa đi khắp núi. Đấy. Các diễn viên quần chúng chuẩn bị lên hát then đàn tính. Tính tính tang tang, các chị chuẩn bị lên hát à? Đến tiết mục luôn chưa chị? Sắp đến rồi. Vâng, chúc các chị hát hay nhá. Rồi. À. Cô có bà thêm bầu nữa chứ. Em nâng cây đán tính quê em xôn xao nỗi nhớ. Công ơn của mẹ cha, công ơn của bác Hồ cho tiếng tính bay xa. Em ơi em cũng hát câu ca cho vui mùa xuân mới. Bay bài hạt mưa, cơn gió đầu mùa trời non nhú sinh sôi. Bay bài hạt mưa, cơn gió đầu mùa trời non nhú sinh sôi. Chuẩn bị hát then rồi. Các diễn viên lên sân khấu rồi. Đông ghê. Hóa ra là các chị lên chụp ảnh đã chưa biểu diễn đâu. Vang tiếng khen chàng trai xuống chờ hẹn gặp nhau mà sao vui quá. tiếng đàn môi em hát bài gì cho anh ngồi bên nhau đêm nay. Lên chụp ảnh thôi, từng lên hát nhỉ ta nhỉ. Hóa ra họ lên chụp ảnh trước, tí giới thiệu xong mới lên hát chứ. Đây, dẫn chương trình đây này. Quay cái gì đấy? Quay các chị một tí. Bắt đầu lên rồi. Nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân và du khách thập phương về dự lễ khai mạc Hội Hát Xoan xã Tân Thành năm 2024. Lời đầu tiên, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được gửi tới toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời chào trân trọng nhất. Chúc chương trình khai mạc thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Tày, Nùng, khơi dậy và phục dựng các làn điệu, dân ca truyền thống các dân tộc trên địa bàn xã. Hôm nay, ngày 22 tháng 2 năm 2024, tức ngày 13 tháng Giêng năm Giáp Thìn, Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành long trọng tổ chức lễ khai mạc Hội Hát Xoan năm 2024. Đọc ly nữa rồi. Để chào đón sự kiện này, câu lạc bộ dân ca dân tộc Nùng và câu lạc bộ hát then đàn tính xã Tân Thành xin gửi tới toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể nhân dân chương trình văn nghệ khai mạc chào mừng với các tiết mục sau. 1. Hát Sli mời bạn đến hội quê dẫn em. Chương trình lại đọc là hát Sli thì là thôi rồi. Theo em về xứ lạ. 3. Hát then cầm sáng biết đọc là hát Sli chứ. 4. Trích đoạn cổ lẩu kính bạn. 5. Hát múa chào mùa xuân. 6. Múa trầu. Chương trình văn nghệ xin phép được bắt đầu. Kính mời quý vị đại biểu chúng ta cùng thưởng thức. Vang tiếng thuyền chàng trai xuống chợ đi gặp nhau mà sao. Anh đang lắm rồi. Ây dồi, taxi rồi bơ. Taxi, anh dẫn chương trình nào lò hát Sally. Khó nghe lắm nhỉ. Không kể đi đi. Thì cho bà là. Không nghe được không vậy? May lại được. Vâng. Cái là nó ổn lắm. Hay đâu. Ôi, còn ho nữa. Vẫn phải ho thôi nhỉ. Đúng rồi. tiếng đàn múa. Không nghe được. Thế luôn không chịu cãi với em mà nó mới cãi mình tặng đấy đấm rồi đấy ớ con làm anh cãi nha sao chịu không mình cầm đi luôn quá mà ba này mới luôn không chịu đâu tặng như các ba tặng bánh nét đấy cùng rồi mà nào đấy chị gạo mà chiều chiều lại chiều rồi không hát trên sân khấu thì khó nghe lắm, không nghe được mấy. Từng tốt ở ngoài sân. Mà chiều mà treo à ba? Mà chiều là ba về xem. Về xem á? Ừ. Cũng là về xem kìa. Vâng. Các nơi về xem ấy. Các nơi về xem đông kìa. À. Mà chiều là đến xem. Việt Minh là đông. Đó. Khi vào trong kia ngồi vâng. Mới quay lấy được. Vâng. Nhưng mà không có chưa lấy cái chân vào đây. Cháu đặt ở đây xong cháu đi lấy cái chân lên nhé. Toán ơi, cầm hộ anh một cái anh lấy cái chân thôi. Hãy subscribe cho kênh Nùng Cháo để không bỏ lỡ Vâng ạ. Là một nước đại bình người, đại bình người. Đấy, được chưa? Cảm ơn Toán nhá. Ok. Thế này được chưa? Cháu đang bao ít. Sang đấy y ba thế nói ít. Ừ, thế thì mình cho cao lên. Đấy, vừa chưa? Đẹp rồi. Vừa chưa? Đấy giờ. Ôi, hay quá, tuyệt vời, tuyệt vời. Cái bàn này cũng quay này. Xuân đã về trên các mọi miền quê hương đất nước, mảnh đất biên ải thân thương đang giang tay chào đón du khách gần xa. Theo em về xứ lạng để cùng tận hưởng và hòa mình vào không khí dạo dực, vui tươi, náo nhiệt, mang dấu ấn bản sắc riêng có của mùa xuân bên dòng kỳ cùng thơ mộng. Cầm máy nè. Mặc nhiều áo đi. Ui, áo đẹp thế. Cầm máy để ngồi ở đấy. Không không đâu, nó mấy rồi. Hai rồi. Quay xinh đi, cái bản đây quay đi. Ơi, bạn vào đấy ngồi thôi. Vào trong đấy ngồi đi chị ơi. Đi vào trong này được mà. Trong này. Không quay cái bài này đâu. Không quay về sẽ bị xóa đi rồi. Ôi, thì mình cắt đi nhỉ. Hãy subscribe cho kênh Nùng Cháo. Hay quá. Hay lễ hội truyền thống của Xuân từ lâu đã trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu, hẹn hò, nơi tạo nên mối cấu kết của các cộng đồng dân tộc trên mảnh đất địa đầu biên cương Tổ quốc. Để giờ đây, khi mỗi mùa xuân đến, chúng ta cùng nhớ lời hẹn xuân mới ta lại về, vui hội nơi làng quê yêu dấu. Lời hát si à? Sao hao à, hát si ấy. Bây giờ then, ngồi ghế là then rồi. Thân được là thân phải đấy. Người Lâm mày đi quay thế nào? Ở đâu? Bà nó bảo đi quay. Không đi đâu. Hôm nào rảnh mới đi quay thêm được. 15 phải đi hội rồi. 15 ra 16. Án này quay đi. Khói hương đét chịu được. Ở đâu? Quay si quan trọng hơn. Quay si các bạn yêu mến lắm. Không phải quay thêm ít người xem lắm. Thêm đó. Đấy mới kinh năng đó con này à. Có cả thêm này. Hôm nay vào là thêm bầu ăn cơm mà. Hôm nào ăn? Sáng nay, lần trước cái gì? Sáng nay vào đây mà. Máu nhỉ? Nhiều người mà. Nhiều người lắm. Kiểu ảnh đó nhỉ? tay đi. Lại có à? Lại có. Đó. Lại có, lại có. Đây có quay, tắt kiếm tiền nữa. Lại có tắt kiếm tiền lắm. Sao tắt được? Chửi nhau ấy. Lúc trước à chuẩn bị phát rồi. Đây nó thường chửi nhau. À, em kia đi lấy đấy. Em kia. Nhẹ không sợ đâu, chửi nhau kiểu như chửi nhau âm ấy, cái vị đâu. Lùi ra để đến giữa phải chèn vào, sát vào chèn vào. Con này là hát lượn bơi rượu vậy. Sao rồi? Đây thì là lượn người Tày ấy. Đấy đấy, hát lượn. Giúp bến xe Bắc Định nhà, bến xe nhà đây đấy, mặt lái cắm nước, lái cắm nước, không đâm vào đây không? Nó đi ngược ngoài đường á. Ôi trời ơi. Láo lắm nhờ, ra sông này. À, lâu quá, không chuẩn bị lâu, có đi thôi. Hôm 27 đây, nó là làm mấy anh bỏ xe anh phát đây, hôm nay phải sáng hôm ngoái em thấy không? Mấy lúc nãy bọn em bị, mấy lúc bắt con sáng trước. Cái gì? Ra sông ấy. Ngay bắt đầu đâu? Chưa bắt đâu. Nhưng mà nó ở đâu? Nó lướt như này này, ai bắt đỏ nó bắt hết. Đứng ngay, nó phải đứng ngang hàng, thằng này không biết gì, không biết đâu. Ôi, cua ơi. Quay đi, quay sắn đi. Đấy, được rồi. Quả lẩu thật vơ. Quả lẩu vơ, quả lẩu xong là mời lẩu vơ. Ôi. Cú ơi, cú để cái máy dịch qua bên kia một ít đi. Hay lùi về cùng nhau đi. Đấy đấy. Để qua bên kia để nó không che máy ở bên dưới. Mình cun nổi nhất rồi. Được rồi, ok. Lâu thế nhỉ? À đây là HC mời lẩu thôi. Ba trai ba gái. Nàng Pao ơi. Ơi. Anh dám ơi, bên này à nào. Baby Nàng Pao ơi. Trên là má tí đâu. Trên số má tí tình ăn ba này ta. Má tính ăn ba này ta. Biết vèo lại nọ. Baby Nàng Pao ơi. Đồng tiền trên miền tôi mê là bầu tiền xin nhằm phút xê là chỉ thông chỉ phi ngô tay phân chứa vùng cao lâu về vì năng có tí tinh dô cắm nhăn lại vùng kinh và phát đẹp lại lá này hài hùng sinh kinh cố bom nữ thế là kinh vã viên tàu tiên mưa non cắm năm dịp bên bầu và cột năm dịp bên ba na chiều cơn xa bên chi ngày đầu đi bên năm na ngày xa vẫn bên tôi tối nay chính xứ tôi năng liêu cùng siêu lòng mà kinh long sóng tay na si ba nóc xanh chi kinh long sóng tay nhi si ba lúc sao ca na kinh long sóng tay ta mà si ba na hùng tay bên đi bao ơi cao lên nó đi cua mà kinh sóng tay na kinh tú cô na mượn kinh sóng tay nhi kinh mê ý nữ mà kinh song tai tam, kinh cá hô lên hai mà kinh song tai si, kinh cá săn lên nhì mà kinh song tai hà, là kinh cá phá lên lung mà kinh song tai hồ mà kinh cá nóc lên gì mà kinh song tai che là kinh cá đạch lên kỳ mà kinh song tai pê là kinh chúng kẹt pê nhăn mà kinh song tai cầu mà kinh song sập dầu mà kinh sập dầu vai bay đai bố mi sen sai long hầu baby muốn bao ơi bay kinh cổ khét như cuồng tông đầy máy ông ta khổ đã bay kinh cổ khét như cuồng say đầy kem đầy tạc mà tin nhát tạc kỳ văn mà tin nhát tạc kỳ mưa tên ông nghi ông tên lũng bay chu ông nghi lũng bay phai phải pha để ấp lu, phải chu để họp vào. Càng ta nô chú già là càng ta khá như mưa lồn nè, nắng bao nè. Sa Pa ơi, đi Sa Pa ơi, trên ô ma tí rồi, trên ô ma tí tình bạc ngô tam, bạc ngô cả, thép văn văn đây mà, bạc văn văn đây đây. Mùa này bẩn bỏ vào khâu nhà đấy. Mùa này bẩn vào mà khâu tì bảo bà gì cũng cả nà nhà là bà mà gì cũng cả nà chờ biết vì sắp rau ơi mùa này đi gì mi bán đó bớt gì mi bốn lão mà nà gì mi bốn xa đâu mày mày tính cô ta mà na tính sắp rau ơi tú sắp rau tú kinh là tú sắp tú nhầm cháu lao bánh kinh cha cháu xa bánh kinh bự bánh kinh cha cháu xa bánh kinh bự nhầm rồi thế này sắp sửa cá lai cá nhầm rồi con này mình nhầm đầu thật rồi. Đang hay mà. Ủa, nhanh thế nhỉ? Mới nhầm lẩu một tí đã hết rồi. Làm lâu một tí nhỉ? Nhầm lẩu đang vào lại đã hết rồi, chán quá chứ. Đã hát then à? Chào mùa xuân, núi rừng quê hương như bừng sáng, cỏ cây hoa lá đâm chồi nảy lộc sinh sôi trong vô vàn âm thanh sắc màu của ngày hội xuân truyền thống. Ta lắng nghe tiếng vi vu của gió ngàn mang theo về hơi thở nồng nàn của mùa xuân, dường như đã vỗ về ôm ấp sưởi ấm cho từng lời ca câu hát, cho mỗi bước chân người đi chảy hội. Hay đấy. Chào mùa xuân mang theo điều thế. Một mùa xuân dâng hạnh phúc cho đời. xoay mạnh vào. Lại đi, lại đi. Xi đi, xong hao đi. Tết đã đến, xuân đang về trên khắp mọi nẻo đường của mảnh đất Tân Thành thân thương. Hãy cùng hòa vang khúc nhạc then, cùng hòa vang tiếng đàn then, để rồi cùng nhau mơ ước, kỳ vọng một mùa xuân mới an lành, khang thái và thịnh vượng. Tiến chứ, sao lại lối tiến vào trong chứ? Cùng tiến vào trong đi. Xong lại bảo bà tiến lên ngồi tí nữa. Không, tập của thằng này nó che hết của mình rồi. Áo vàng. Bà ơi, bà tiến lên một tí đi bà. Bà không biết. Quay ngang ngang nhau mới được, thằng kia nó che hết của mình rồi. Lại hạ thấp xuống một ít đi em. Được. Đấy, trên đầu không cần cao nhiều đâu. Lúc đấy là... Lệch qua bên trái một ít, cái máy còn anh ngồi, lệch qua bên kia đi. Đấy, qua bên kia. Đẹp không các bà? À, đẹp thế thôi mà nhờ. Con nghe tiếng các bà vào đây. Tân Thành quân đồng á. Không phải tuyết trai à, tuyết đồng thôi à. Bây giờ các bà biết hát thôi nhờ. Thôi đi 180 độ à? Mấy các chị xinh xinh bên này này. Các chị chưa có gì xinh đâu. ha. Wow. Tối rồi cháu bán được TV của lái xe. Đã hết đâu, còn nhiều mà. Mưa rồi á? Trời mưa về thôi nhỉ? Mưa nắng là việc của chơi chứ. Mưa cũng phải nhiều. Cái này là cây gì đâu? Đại cây này, đại cây nữa. Dân tộc Nùng và câu lạc bộ dân gian tại thị xã Tân Thành đã đem đến lời ca, tiếng hát, những tiết mục văn nghệ đặc sắc cho chương trình. Chúc các nghệ nhân, các thành viên của câu lạc bộ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục có những đóng góp trong công cuộc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn xã nhà. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Ok. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân và du khách thập phương, hát si là một làn điệu đặc trưng của dân tộc Nùng. Có thể kể đến một số loại hình chính như người Nùng Cháo có si sinh làng, người Nùng Giang có si giang, người Nùng Phản Sinh có si bấc, si phản sinh. Thực chất, si là một hình thức hát thơ. Si của đồng bào Nùng được coi là một thể loại trữ tình dùng trong các ngày hội, ngày chợ, ngày cưới, ngày vào nhà mới, vân vân. Từ năm 2012, Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành tổ chức phục dựng lại hội hát Si hàng năm, thu hút được nhiều nghệ nhân, nhân dân trong và ngoài địa bàn tham gia. Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, hôm nay Ủy ban Nhân dân